Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 18 giờ ngày 28 tháng 6 đến 18 giờ hôm nay, 29 tháng 6, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 1 ca COVID-19 tại thành phố Vũng Tàu. Hiện cả tỉnh có 2 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại khoa ICU Bệnh viện Vũng Tàu. 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh trong 24 giờ qua. Hiện tỉnh còn 32 ca đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt trên 99%. Đến nay, 100% số trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được tiêm chủng ngừa COVID-19. Trong đó có 43% trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tỷ lệ công dân tiêm mũi 4 là 6,2%.